chuyện tình cô gái Việt và chàng trai da đen Nigeria về quê chồng phải ngủ khách sạn vì. Vũ Ngọc từng nghĩ sẽ theo đuổi phong cách sống không kết hôn, không sinh con cho đến khi bị Godmas, chàng trai người Nigeria làm thay đổi. Từng đổ vỡ 5 mối tình khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu, Ngọc, 33 tuổi, ở quận Gò Vấp nói. Đợt giãn cách vì dịch năm 2021, Ngọc ở nhà nên thử lướt ứng dụng hẹn hò tìm người trò chuyện. Cô dừng lại khá lâu trước hồ sơ của Godmas, doanh nhân 35 tuổi người Nigeria bởi vẻ mặt hiền lành. Ngọc quẹt phải, họ bắt đầu tin nhắn thăm hỏi nhau. Anh ấy lịch sự hơn những chàng trai khác, không vội vàng mà rất điềm đạm, cô nói. Sự nhẹ nhàng, quan tâm của anh khiến tôi vượt qua khủng hoảng mùa dịch. Họ có cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp đầu tiên vào tháng 10 năm 2021 nhưng Ngọc bị thất vọng bởi anh đến trễ 20 phút. Thời điểm đó, các quán ăn và nhà hàng chưa mở cửa nên cô đành đứng đợi ở vỉa hè. Godmas đến bằng xe máy, mồ hôi nhễ nhại, liên tục xin lỗi vì bị lạc trong lúc tìm đường từ quận Bình Tân, nơi anh sống, sang chỗ Ngọc. Tôi thấy vừa thương, vừa tội nên đồng ý đi dạo phố, Ngọc nhớ lại. Vài tiếng trên xe máy, Godmas kể về hành trình thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam trong 4 năm nhưng anh chỉ ăn được thịt kho, mắm ruốc, bún bò và phở trong khi Ngọc là cô gái thích nấu nướng. Sau cuộc gặp đầu, Ngọc nói tim mình thoáng chút bồi hồi, muốn cho chàng trai Nigeria cơ hội hẹn hò nhưng không nghĩ nhiều về tương lai. Mình chính thức tìm hiểu nhau nhé, Godmas nhắn và được Ngọc đồng ý. Tuy nhiên, một biến cố đã làm Ngọc thay đổi suy nghĩ độc thân đến cuối đời. Giữa tháng 11 năm 2021, Ngọc bị tai nạn giao thông trên đường về nhà. Cú va quẹt làm chân cô chấn thương, chảy trụa, đầm đìa máu. Trong lúc hoảng loạn, Ngọc bấm điện thoại gọi Godmas khiến anh bỏ hết công việc chạy đến trong 15 phút. Chàng trai Nigeria vốn sợ máu, người run lẩy bẩy nhưng vẫn rút khăn giấy ra lau chân cho Ngọc. Godmas nhờ người bạn giữ giúp xe máy rồi đưa Ngọc đến bệnh viện. Tại đây, anh liên tục trấn an bạn gái và thanh toán toàn bộ viện phí. Anh mang đến cảm giác bao bọc, che chở mà tôi chưa từng có trước đây, Ngọc nói. Hai tuần sau, Godmas vẫn tiếp tục chăm sóc, đưa cô đi tiêm ngừa uốn ván, nhắc nhở Ngọc ăn ngủ, uống thuốc đúng giờ. Cô nói mình như tìm được chỗ nương tựa vững chắc, quyết nghiêm túc với mối tình. Họ bắt đầu ý định xây dựng hôn nhân thì tháng 1 năm 2022, Ngọc phát hiện mang thai. Cùng thời điểm, cô vừa nhận được công việc văn phòng sau thời gian thất nghiệp. Mẹ Ngọc biết tin con gái yêu chàng trai Nigeria thì không chấp nhận. Bà lo lắng đặt nhiều câu hỏi, đối phương phải người tốt không? Vì sao tìm hiểu 3 tháng đã đi đến kết hôn? Những sự khác biệt văn hóa làm sao dung hòa? Sự nghiệp dở dang, gia đình không ủng hộ, tôi căng thẳng đến mức suýt không giữ được con, Ngọc nói. Godmas chỉ biết an ủi người yêu, anh âm thầm tìm thông tin trên Google lần đầu ra mắt gia đình bạn gái. Anh chuẩn bị quà, bánh, trái cây để mang sang nhà Ngọc, cùng những câu xin phép được kết hôn. Thậm chí, chàng trai Nigeria còn chứng minh mình ở Việt Nam hợp pháp bằng visa và hợp đồng lao động. Đầu năm 2022, cuộc gặp giữa Godmas và gia đình Ngọc diễn ra. Lúc này, mẹ Ngọc mới thở phào chấp nhận bởi đối phương theo bà nhận xét là hiền lành, chu đáo. Gia đình Godmas chưa thể sang Việt Nam do hạn chế chuyến bay sau dịch, hôn lễ của họ diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Cuộc sống vợ chồng son trong căn hộ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp không ít thử thách. Ngọc vốn là con út được chiều chuộng, cô thừa nhận mình nóng tính trong khi chồng là con cả trong gia đình ba anh em ở vùng quê, quen tự lập và bươn trải. Họ cũng hiếm khi có bữa ăn chung bởi Godmas nấu được vài món Việt trong khi Ngọc không dùng được egusi, món truyền thống hầm từ bí, thịt và cá khô của người Nigeria. Suốt những tháng thai kỳ, cô hay đặt đồ ăn bên ngoài. Đến tháng thứ 7, Ngọc có nguy cơ sinh non, đau bụng và sốt liên tục. Godmas gần như gác lại công việc để chăm sóc vợ. Không thể di chuyển nhiều, mỗi buổi sáng, khi nằm trên giường, Ngọc thấy chồng mình rửa chén, dọn nhà, phơi đồ. Nhưng điều khiến cô xúc động nhất là khi con trai của họ, bé Osi chào đời. Theo truyền thống dân tộc Igbo của Godmas, vợ và chồng sẽ ngủ riêng. Bố mẹ anh vẫn duy trì điều này ở tuổi ngoài 60. Tuy nhiên, Godmas không nỡ để vợ xoay sở với Osi hay khóc đêm nên anh thay cô trông con. Anh chỉ chợp mắt được vài tiếng ban đêm, sáng lại tiếp tục làm việc. Hốc hác, mệt mỏi thấy rõ nhưng anh chẳng bao giờ than vãn, Ngọc nói. Thậm chí, anh còn xua cô nghỉ ngơi bởi lo cho vết thương sau mổ. Sự nhẫn nại của Godmas đã khiến Ngọc thay đổi. Cô thừa nhận mình kìm lại tính nóng nảy mỗi khi cãi nhau. Ngọc chỉ đóng cửa phòng, im lặng khi nào cả hai bình tĩnh mới phân tích đúng sai. Tôi nghĩ chồng đã vì mình rất nhiều, tại sao mình không thể thay đổi để cả hai tốt hơn, Ngọc nói. Tôi học sự kiên nhẫn của anh ấy.
Khi cô đăng ảnh cả gia đình trên TikTok, rất nhiều bình luận trêu chọc đã nhắm vào Godmas. Tuy vậy, chính anh là người khuyên cô bỏ qua bực tức, cãi vã bởi mình chỉ đang sống cuộc đời mình, mọi thứ khác không quan trọng. Đầu năm 2024, họ có chuyến về thăm quê Nigeria. Cô gái Việt thấy hạnh phúc khi được bố mẹ chồng chào đón, ôm lấy mình và Oxy. Họ đặt sẵn căn hộ trong trung tâm thành phố để cô tiện tắm rửa, giặt giũ bởi ở quê thiếu điện và nước. Godmas lách giữa lịch trình bận rộn để lái ô tô 40 phút đưa đón vợ từ ngoại ô vào phố. Oxy thích thú trước phong cảnh quê bố qua cửa kính ô tô. Tôi cảm thấy may mắn vì đã gặp đúng người, Ngọc nói. Sau đây là một số bình luận của khán giả. Cô gái này cần cảm giác an toàn và bảo vệ nên anh chàng này đã đáp ứng được điều đó và họ bắt đầu yêu nhau. Sự nhẫn nại của anh chàng này đã thay đổi tính nóng giận của cô ta và cả hai đã sống hạnh phúc. Một trong những mối lo lắng của đời người là đã chọn không đúng người đồng hành trong cuộc sống. Mọi sự lo lắng sẽ tan biến khi ta nghĩ mình đã chọn đúng, nên dù giàu dù nghèo, có sướng có khổ, miễn hạnh phúc là được. Đó là lý do tại sao hai chữ duyên nợ vô cùng thú vị và đầy bí ẩn. Gần một vòng trái đất mà có duyên. Chúc hai bạn hạnh phúc. Nói chứ tôi cảm tình với dân châu Phi, đa số họ hiền với nhìn tội tội. Chúc gia đình em luôn hạnh phúc vì may mắn tìm được người đàn ông tử tế. Một gia đình thật đẹp, chúc mừng các bạn. Chúng ta cùng nhau để lại thêm thật nhiều lời chúc mừng hạnh phúc bên gia đình Ngọc ở phần bình luận nhé. Like và chia sẻ video này nhé. Xin cảm ơn.